Kim Bảo Audio xin kính chào quý vị các bạn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu các bạn tủ đựng thiết bị âm thanh 12U. Thì tủ này thích hợp để các bạn đựng các thiết bị để đi show hoặc là trong gia đình. Đây. Ok, nó có ba mặt, mặt ở trên, mặt ở phía sau và phía trước. Thì ba mặt này đều có thể mở ra được. Tí mình sẽ mở ra các bạn xem. Mặt bên hông á, hai mặt, mặt này với mặt kia giống nhau. Nó có cái hai cái tay cầm giúp cho các bạn có thể khiêng được. Và ba mặt trên, trước, sau thì nó được bắt với nhau bằng những cái khóa như thế này. Đây. Các bạn đi đây ha. Đó. Thì mình có thể mở ra được. Đó. Đó là cách mở, còn đóng vô thì các bạn vặn lại là xong. Có bốn bánh xe nhưng mà có hai bánh xe có nút gài ha. Khi các bạn giúp bạn lăn, sau khi lăn xong thì các bạn có thể gài lại, nó sẽ không chạy nữa. Ok, giờ mình sẽ mở ra. Mở cái mặt này ra. Đây mình đã đựng sẵn rồi ha. Đây mình đã đựng được một số thứ, một cái bàn mic nè, một micro nè, một van số MV và hai cục đẩy. Ok. Cái miếng này mình có thể gỡ ra được luôn á. Rồi mình sẽ gỡ luôn. Đây. Ở đây các bạn đựng khoảng được 8 thiết bị ha. Đây 2 4 6. Do là cái hai cái cục đẩy của mình nó lớn quá nên nó chiếm diện tích. Thì ở đây các bạn có thể bắt ốc vô đây. Khi mà gắn để đồ lên xong và bắt vô thì nó sẽ cố định, nó không chạy. Ok. Rất là chắc các bạn. Đây, mình lắc không được luôn. Mà khi bắt ốc vô nó còn chắc hơn. Bình thường thì nó chỉ được như vậy thôi. Cái này là để mình trưng thôi nên mình không bắt ốc. Ok, để biết thông tin chi tiết về giá bán thì các bạn có thể truy cập vào link bên dưới, mình sẽ để dưới mô tả. Thì giá mình sẽ cập nhật liên tục và đảm bảo là nó sẽ rẻ nhất thị trường. Ok, xin cảm ơn các bạn.